TV256 xin mến chào quý anh chị em. Tấm hình này thì quý anh chị em chắc cũng đã nhận diện được, đây là Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông vừa là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và ông vừa là Chủ tịch nước. Và ông vừa rằng là Bí thư quân và quân ủy Trung ương. Ở đây thì TV nghĩ rằng là bí thư mà quân ủy Trung ương là một người gọi là giống như là tổng tư lệnh tối cao đó. Thì TV nghĩ chắc chắn rằng có cái lệnh của ông tổng bí thư, của một người gọi là mang cái chức vụ là bí thư quân ủy Trung ương, thì người đó đó có cái quyền hành để mà có thể là điều động 3.000 quân tấn công vào cái làng Đồng Tâm, chắc chắn là vậy. Thành ra TV256 nghĩ rằng đây là có bàn tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là một người gọi là ra lệnh là giết cụ Kình, chắc chắn là vậy. Không có ai mà đủ cái quyền lực để mà huy động 3.000 quân ngoại trừ Nguyễn Phú Trọng. Ông ta không phải là giết trực tiếp nhưng mà ông ta chắc chắn là giết gián tiếp. Và quý anh chị em nên nhớ rằng đó, sau khi giết xong cụ Kình đó, là ông ta gọi là trao tặng bằng huân chương gọi là khen thưởng hạng nhất cho ba tên mà cảnh sát cơ động mà bị cháy gọi là thành thành than đó. Thì hôm nay đó TV256 xin đọc cho quý vị bài viết của anh Trần Việt. Đây, bài viết của anh Trần Việt. Nguyễn Phú Trọng vi phạm trầm trọng Hiến pháp Điều 16 và Điều 19. Trần Việt ngày 12 tháng 9 năm 2020. Mở ngoặc. Điều 16, thứ nhất, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều 19, mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Đóng ngoặc. Chính miệng Trọng cũng đã từng nói khi đánh tham nhũng, mở ngoặc, không có vùng cấm. Câu này cũng tương tự như Điều 16, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Trọng đã khi đã phạm tội gián tiếp giết cụ Kình, Trọng vẫn phải bị xử như mọi người, luật bất vì thân. Đây là lý do chính đáng đối mọi thành viên Bộ Chính trị, mọi tướng lãnh công an và quân đội, mọi công dân Việt Nam, nếu thấy Trọng xuất hiện ở đâu, đều có quyền bắt Trọng, kẻ gián tiếp giết cụ Kình, vi phạm vào Hiến pháp Điều 16 và Điều 19 đã nêu ở trên. Ngày hôm nay, chỉ có Trọng, chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương, mới có quyền huy động 3.000 cảnh sát cơ động tấn công vào dân Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 vào lúc 3 giờ sáng, ám sát cụ già Lê Đình Kình 84 tuổi, 58 tuổi đảng, đang sử dụng xe lăn vì đã từng bị công an đánh què giò. Tôi có thể khẳng định cuộc ám sát mang rợ cụ Kình do Trọng ra lệnh dựa theo kế hoạch bí mật 419A mà chẳng ai có quyền công bố cho toàn dân biết ngoài Trọng. Đến giờ phút này, kẻ trực tiếp giết cụ Kình toàn dân cũng chẳng ai biết vì tòa án cũng chưa từng công bố. Chỉ nghe rộ tin đồn trên mạng, Thượng tá Vũ Văn Khánh,
Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là thủ phạm. Chỉ có cụ Bùi Viết Hiểu là nhân chứng nhìn thấy việc ám sát này, và cá nhân của cụ cũng bị tên ám sát này bắn 3 phát đạn nhưng chưa chết để diệt khẩu. Tôi muốn phân tích điểm này. Tên ám sát có gan trời cũng không dám giết cụ Kình và làm trọng thương cụ Hiểu, ngoại trừ đã nhận được lệnh, mật lệnh từ trọng. Muốn bắt cụ Kình đơn giản quá mà, tại sao không làm? Chấm hỏi. Cụ không thể là người hại ai được, nhưng có lẽ cụ Kình đã nắm giữ một bí mật nào đó nên phải bị giết để diệt khẩu. Cụ đã tàn tật, đi xa lăn do ông Nguyễn Đức Chung tặng và bị tấn công bằng hơi cay. Báo chí Cộng sản viết, mở ngoặc, sau khi khám nghiệm tử thi, trên tay cụ Kình còn cầm một quả lựu đạn, đóng ngoặc. Câu này láo tận mạng. Khi chết đi, con người thả lỏng mọi cơ bắp, làm sao nắm quả lựu đạn được? Thêm nữa, cụ Kình bị bắn 4 phát đạn, mọi cơ bắp sẽ tự bị thả lỏng và quả lựu đạn sẽ tự động rớt khỏi tay ngay. Khi người ta muốn giết người, người ta ngụy tạo tin tức cho rằng cụ Kình mở ngoặc hai tay cầm hai cây dài có gắn dao mũi nhọn, rồi thấy một quả lựu đạn nhưng không nổ, một đóng ngoặc, để hợp thức hóa việc phải giết chết cụ. Còn 3 cái xác cháy thành than ở giếng trời sâu 4 mét lại là điều vô lý. Tại sao họ chỉ trưng dẫn chỉ một xác chết cháy đen? Chấm hỏi. Cháy đen thành than do xăng đổ xuống cũng là điều vô lý. Trong giếng đâu đủ oxy mà cháy. Lửa chỉ bốc lên trên miệng giếng, xác người không thể cháy thành than được. Ai đã từng nướng barbecue sẽ biết rõ. Có thể 3 người này đã bị giết từ trước, rồi bị thiêu thành than, để dễ dàng xem đó là bằng chứng truy tố 29 dân đồng tâm. Trở lại với Trọng, người ta phải bị đem ra tòa án xét xử. Ông ta phải bị đem ra tòa án xét xử về việc vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Điều 16 và Điều 19. Ông ta còn phải bị truy tố về tội gián tiếp giết cụ Kình và tội làm tan nát, làm đổ vỡ sự hạnh phúc của nhiều gia đình ở Đồng Tâm. Tôi đề nghị, thứ nhất, phải bắt giam khẩn cấp tên Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai, phải công bố kế hoạch 419A. Thứ ba, phải công bố tên tuổi, hình ảnh của tên giết trực tiếp cụ Kình. Thứ tư, phải bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu. Thứ năm, phải thực nghiệm hiện trường vụ 4 cái chết. Thứ sáu, phải thả ngay 29 nạn nhân đồng tâm. Họ là những người vô tội, đang sống yên bình, tự nhiên bị những kẻ vi phạm Hiến pháp Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 tấn công vào sự bình yên của họ. Chính quyền, thứ bảy, chính quyền phải bồi thường danh dự, thiệt hại về tài sản và tinh thần của họ bị mất mát một cách thỏa đáng. Thì sẵn đây TV256 đọc luôn cái điều 19 cho quý anh chị em thấy. Mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Điều 20, thứ nhất, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ, về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quý anh chị em thấy cái điều 20 đó, nó rõ ràng là như vậy. Và trong cái cuộc xử án đó, chúng ta thấy có 19 người đã bị
công an nhục, gọi là bức cung nhục hình, gọi là tra tấn đủ mọi thứ á. Mà quý anh em chị em biết đó là ông Trương Tấn Sang là từng là chủ tịch nước, và ông đã ký vào công ước chống tra tấn, mà ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục tra tấn gọi là nạn nhân, đúng không? Rồi điều 19.2 á, không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án nhân dân. Quý anh chị em thấy không? Quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân. Tự nhiên là người ta đem quân rồi người ta đến xâm phạm vào nhà của mình mà chẳng có một trách tòa, chẳng có một cái sự phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân, chẳng có quyết định của tòa án nhân dân, thì tất cả đều là vi phạm pháp luật, vi phạm vào điều 20. Mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, cái điều 19 đã như vậy mà họ sẵn sàng họ vi phạm cái điều hiến pháp như vậy, và họ bắn vào người của cụ Kình, họ giết cụ Kình như vậy, không có một cái giấy trác tòa nào hết mà họ xâm phạm vào gia cư lúc 3 giờ sáng, rồi họ bắn vào nhà, rồi họ phá cửa, rồi họ thảy lựu đạn cây, họ vi phạm pháp luật rất là trầm trọng, trắng trợn. Điều 21, mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền được bảo vệ danh dự uy tín của mình. Thấy không? Tất cả những điều đây mà nhà nước gọi là việc Nguyễn Phú Trọng vi phạm hết đó. Tại vì cái lệnh của ông ta thì ông vi phạm hết những điều mà trong hiến nằm trong hiến pháp như vậy, thì ông là một người có tội. Ông không không có thể nào mà đứng trên luật pháp được, tại vì cái điều 16 đây đó, nó đã ghi rõ là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, là thứ dân với quan với giả chủ tịch nước cũng là phải bình đẳng trước pháp luật đó. Và điều 19 đã khẳng định như vậy, mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Mà tại sao vào nhà người ta vi phạm hiến pháp trầm trọng như vậy? Vi phạm hiến pháp điều 19, điều 20, 21 TV 256 vừa mới đọc cho quý anh chị em nghe. Không thể chấp nhận được. Thành ra đó, đó là cái lời mà TV đề nghị, đó là một người mà vi phạm pháp luật như vậy đó là phải bị bắt. Thành ra TV rất đồng ý rằng là đây là lý do chính đáng để mọi thành viên Bộ Chính trị, mọi tướng lãnh, công an và quân đội, mọi công dân Việt Nam nếu thấy Nguyễn Phú Trọng xuất hiện ở đâu đều có quyền bắt Trọng, kẻ gián tiếp giết cụ Kình, vi phạm hiến pháp điều 16 và điều 19. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe.